Tết đến rộn ràng, chúc fan tuổi mới tâm hồn phơi phới, học hành phấn khởi, lì xì đầy ví, chí hơn hơn người. Hello hello, ngày Tết của bạn thế nào rồi? Đã nhận được nhiều lì xì chưa nhỉ? Comment chiến lợi lì xì xuống phần bình luận để xem ai gặt hái được nhiều chiến lợi phẩm nhất nào. Và ngày hôm nay, chị Kính đã có 20 câu đố để lì xì cho các bạn đấy. Sẵn sàng chưa nhỉ? Let's go! Câu 1, 2023 là năm con mèo, thế chị đố bạn tìm ra chú mèo khác biệt nhất nha. Bạn đã tìm thấy chưa? Thấy rồi thì học tiếng mèo kêu cái nha. Mình bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng em meo 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 meo. Ơ kìa anh meo 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 meo, kêu đi anh meo 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 meo. Câu 2, Tết là phải có lì xì, thế bạn thử tìm xem bao lì xì nào là khác nhất. Mèo mà có lì xì mèo thì đúng là tuyệt vời các bạn nhỉ. Đây, cơ mà ở đây có một chiếc lì xì hổ nè. Ha ha, chắc là có ít bạn nhận ra lắm đúng không? Like video để qua câu tiếp theo nhé. Ui, thật 500 lận. Mày nghĩ được của mày chắc. Đưa mẹ học cả mộ cho. Câu 3, đây là gì? Phải chuẩn bị thêm nhiều lì xì để gửi cho các bạn fan thôi. Vì các bạn giỏi quá nè. Mới đưa ra câu hỏi mà chưa hết 10 giây đã có nhiều bạn bình luận ngay. Đây là bánh chưng. Tuyệt vời, nhớ comment để được nhận quà đấy nhé. Thưa cha, con chọn gạo nếp. Bởi gạo chính là thứ quý giá nhất nhân gian. Vì nó là thứ nuôi sống con người. Bên trong bánh có đỗ xanh, thịt và được gói bằng lá dong. Bên ngoài tượng trưng cho muôn loài hòa hợp trong nhân gian. Câu 4, có bánh chưng rồi thì không thể thiếu một loại bánh khác, là anh em cùng cha khác ông nội về bánh chưng, đó là bánh dày hay là bánh su xê nhỉ? Bạn có biết bánh chưng là món quà tượng trưng cho đất, còn bánh dày là món quà tượng trưng cho trời không? Tuy là cùng cha khác ông nội, nhưng mà hai loại bánh này vẫn giống nhau như hai anh em sinh đôi, không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về đấy. Cái hình vuông là bánh chưng, tượng trưng cho đất. Cái hình tròn là bánh dày, tượng trưng cho trời. Câu 5, tiếp nào. Ngày Tết thì không thể thiếu một loại quả, bên ngoài màu xanh, bên trong màu đỏ, đó là quả gì ta? Bên ngoài vỏ xanh, bên trong ruột đỏ. Haha, bạn đoán đúng rồi đấy. Đáp án là quả dưa hấu nè. Đây là loại quả tượng trưng cho sự may mắn vào ngày Tết. Họ còn điêu khắc lên quả dưa hấu siêu đẹp luôn nha. Vậy bạn có tìm ra quả dưa nào được điêu khắc khác lạ nhất không nhỉ? Trong số rất nhiều những quả dưa an khang thì ở đây lại có ngay một quả dưa thịnh vượng. Lạ quá đi chứ còn gì nữa. Chị kính chúc gia đình bạn an khang thịnh vượng nha. Câu 7, qua câu này thì chị dành cho bạn hẳn 20 giây luôn nha. Hãy tìm ra ba từ khóa đầu tiên mà bạn nhìn thấy, đó chính là những gì mà bạn sẽ nhận được vào năm 2023. Thấy những chữ nào trong bảng chữ cái này nhỉ? Bình luận xuống phần comment đi nào. Chị kính chúc bạn sẽ tìm được ba từ khóa may mắn nhất nhé. Và các bạn ơi, đừng quên like video, chia sẻ video này đến cho bạn bè của mình để các bạn ấy cũng được tìm ba từ khóa của năm 2023 nha. Câu 8, đây là chim gì?
Nếu bạn mà không biết đây là chim gì thì bạn chưa biết đến mùa xuân đâu. Chim én là loài chim gọi mùa xuân về, báo hiệu Tết đến. Người ta thường nói thấy én là thấy Tết mà. Câu 9, đố bạn nhận ra đâu là con én khác biệt nhất nha. Chiến thần giải đố thánh tình mắt đầu hết rồi nhỉ? Chị thấy có nhiều bạn không tìm ra được chú én ở đây là khác nhất nè. Có phải là Tết bạn ăn quá nhiều bánh chưng, nhìn lì xì đến hoa cả mắt nên là bạn không tìm ra được đáp án không? Câu 10, cho bạn một cơ hội nhé. Đây là ai nhỉ? Có bạn nào đoán là ông Địa đấy? Không bé ơi, đây là ông Thần Tài nha. Ông Thần Tài tượng trưng cho phú quý giàu sang. Buồn vui cùng đón xuân sang, đón cầu bình an. Trời xuân thật sáng trong, dù tàn lạnh giá. Hãy vui đón bao lộc tài, khước an lâu dài. Và nếu bạn tìm ra ông Thần Tài khác nhất trong số rất nhiều ông Thần Tài dưới đây thì bạn sẽ gặp được nhiều tiền tài, phú quý trong năm 2023 đấy. Những bạn đã tìm ra đây là ông thần tài khác biệt nhất nha. Vậy là bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, tiền bạc và lộc tài trong năm 2023. Like video điểm danh những bạn đã tìm thấy ông thần tài nào. Câu 12, hãy sắp xếp các chữ sau thành tên của ba vị thần. Có nhiều bạn đưa ra được đáp án là phúc lộc thọ quá ta. Tôi là tôi thì các bạn càng ngày càng nhanh trí rồi đấy. Cơ mà về cái độ tình mắt thì vẫn phải rèn luyện nha. Qua câu số 13 nào. Câu 13, trong số 4 ông dưới đây thì ai là ông thọ? Video ngày hôm trước chị Kính đã giới thiệu về ba vị thần phúc lộc thọ rồi. Ông thọ là vị thần tượng trưng cho sức khỏe, sống lâu và trường thọ. Ông có trán cao, rô ra ngoài, tay cầm gậy, có treo một chiếc bình hồ lô. Vậy nên đáp án chính là vị thần số 3 nha. Câu 4, Tết năm nay là năm Quý Mão hay là Đinh Mão? Này này, có phải là bạn vừa nhìn lên tờ lịch hay là đi hỏi ba mẹ không đấy? Đáp án là Quý Mão nha. Bạn nào cầm tinh con mèo thì năm nay bước sang tuổi 13 rồi đấy. Câu 15, chị đố bạn, sau năm con mèo sẽ là năm con gì? Đáp án là con rồng nha. Đứng sau con mèo là con rồng. Và rồng cũng là con giáp duy nhất không có thật trong số 12 con giáp đấy. Bạn thuộc con giáp nào nhỉ? Bình luận đi cho chị biết với nào. Câu 16, trong số những con vật dưới đây, con nào không thuộc 12 con giáp? Có ai nhận ra con vật không thuộc 12 con giáp là chú thỏ này chưa ta? Kể ra thì nếu có thêm con thỏ này thì cũng cu tè hết sảy con bà bảy đấy chứ. Tại Trung Quốc, 12 cung hoàng đạo không có con mèo mà thay vào đó là con thỏ đấy. Mà ngoài ra thì anh bạn hàng xóm của chúng ta cũng không có một con giáp nữa, đó là con ngựa hay con trâu nhỉ? Của Trung Quốc không có con trâu, thay vào đó là con bò. Lần lượt 12 con giáp của Trung Quốc là chuột, bò, hổ, thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà trống, chó và lợn. Thế còn 12 con giáp của Việt Nam lần lượt là gì? Bình luận xuống phía dưới video nhé. Câu 18, VV và Thị Nhung, ai cầm tinh con mèo nhỉ?
Bà V sinh năm 1998 cầm tinh con hổ, còn chị Nhung sinh năm 1999 cầm tinh con mèo nè. Vậy là chị Nhung đã bước sang tuổi 25 rồi đấy. Cảm ơn vì thanh xuân của chị đã dành hết cho các bạn fan bằng cách like video đi nào. Phước làm ghế chưa? Dạ coi mà. Đập cá đưa tôi kìa. Con 19, thế còn chị Thảo Ly thì cầm tinh con gì nhỉ? Con rắn hay là con dê? Chị Thảo sinh năm 2001 cầm tinh con rắn nha. Bạn nào có cùng cung hoàng đạo với chị Thảo thì comment điểm danh chứ nhỉ? Comment xong thì đừng quên like video, subscribe kênh để qua với những câu hỏi tiếp theo nhé. Baby nói cho anh nghe, em hãy nói cho anh nghe những điều mà điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua. Là một trái tim hay những món quà. Em muốn đôi tay anh đặt ở những nơi đâu, anh hãy nhắm đôi mắt từ những ngày đầu. I'm needing all your... Câu 20, câu hỏi cuối cùng nè. Video sau, bạn muốn chị làm về chủ đề nào nhỉ? Lịch sử, đổi hình bắt chữ hay đu trên TikTok? Bạn muốn chị làm về chủ đề nào thì bình luận đi chứ còn gì nữa. Chị sẽ đáp ứng tất cả những mong muốn mà các bạn comment nha. Và đừng quên like video cũng như subscribe kênh để đón xem những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một cái Tết thật vui và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye. Là vui chung nhá nhá. Yeah. Mọi người đẩy view giúp em bên nào. Rồi. Shaking. Xin chào tôi là Spot nha. Bây giờ nó chết rồi.